Tôi chúc đi đâu đó, đi thăm vườn vườn rau của ba đúng không? Cái cây trên này là cây gì? Rồi đi tiếp tục. Còn này là cái gì? Cái thùng tưới nước hả? Còn này là cây cải, cây cải ba trồng nè. Còn cái này cái gì? Ở đây nè. Đây cái gì vậy? Cái mùng tơ. Đó là mùng tơ. Còn này mới là cải nè. Rồi đi tiếp tục. Đi tiếp tục. Cái gì? Hành hả? Đây là cái hành. Nó ngồi xuống đây. Chỉ cái hành cho ba coi. Đúng rồi. Rồi tiếp tục bên đây. Bên đây là cái gì? Còn cái này là cái gì? Mồng tơ. Mồng tơ. Màu đơn. Còn đây là cái gì? Cải. Đi tiếp tục thôi. Này đúng rồi, cũng là cái cải. Cải này ba mới sợ nè. Tốt rồi không? Bển làm gì? Đây là mấy cây cải mà chiếc ra trồng nè. Wow, này tốt quá, tốt luôn rồi chúng ơi. Rồi đi tiếp tục nữa coi. Tiếp tục. Còn bụi này bụi gì chút? Nè bụi cái này bụi cái gì á? Cái này bụi gì? Xả. Đây có bụi xả bự nữa nè. Đây là bụi xả bự nè. Còn dưới này là hầm. Còn dưới này mấy cây này mấy cây gì? Lục bình. Rồi tiếp tục đi lên đây. Cái trứng gì vàng vàng kìa chút. Ý cái trứng gì màu hồng kìa. Nè nè đây nè. Kìa. Nó cái đó trứng gì hả? Ốc. Đúng rồi, trứng ốc bu vàng. Đi từ từ thôi. Đi từ từ thôi. Ủa là phải lên vé mới được. Chừng bây giờ đó. Mà bu quên mang dép rồi. Cái hành ba chồng tốt không? Chút biết ăn hành không? Ừ? Bây giờ ba lại đây với con mà con lấy dép. Dép của ba. Ok. Đây. Mang dép vô đây. Đi đàng hoàng cái chừng té hầm nha. Đi chậm chậm thôi. Chậm chậm thôi. Đi nhanh quá té. Chú ăn trứng cá không? Ăn. Có gì đâu đựng. Đâu đem gì đựng đâu. Ủa? Đem cái lầy đây. Đem cái lầy đi ba. Cái bự á. Cái thùng cải này ba bẻ ăn nhiều lắm rồi nè. Cái này nó ra nữa rồi. Đây là cải đài xanh. Còn đây là cải bé đỏ. Cải bé đỏ. Không phải, này là cải thề. Đây là cái thề nè.
là gấu thơm nè. Còn bên đây là ngò gai nè. Tiếp tục đi. Còn bên đây là cái bụi quế. Thử không? Bẻ cộng thử thử coi. Thử coi nó thơm lắm. Thử coi. Sao? Cái mùi nó sao? Cái mùi nó thơm. Nè. Mà mùi nó thơm mà. Thôi mình lên nhà đi. Bây cá ăn với ba. Chứ cá hả? Thôi đâu có gì đựng đâu. Thôi thôi, ở đây hôi quá. Thôi rồi thôi. Ê, nhớ con gì kìa. Có gì đâu. Con gì? Nhái chứ ngớt gì. Yeah. Rồi lên nha. Ơi. Thôi đi lên. Quá trời lục bình luôn à. Thấy là mình lên cho đây. Đợi nào có bông mình bẻ bông.